Kinh ngạc, tiên tri chính xác 100%, tuổi Tân Sửu 1961, bí mật làm điều này, được trời Phật độ mệnh, tổ tiên phù hộ, kiếm được rất nhiều tiền, từ nay đến Tết 2024. Thưa quý cô bác tuổi Tân Sửu kính mến, an hưởng tuổi già, thực ra là một điều vô cùng khó khăn, không phải ai cũng làm được, đủ thứ rắc rối, tiền bạc, cô đơn, bệnh tật, khiến chúng ta lo lắng, bất an. Khi 20 tuổi, cho rằng ai cũng nghĩ đến mình, 40 tuổi thì dường như không còn quan tâm nhiều đến chuyện người khác nghĩ gì nữa. Đến 60 tuổi mới nhận ra sự thật là chẳng ai nghĩ gì đến mình cả. Vậy nên con người sẽ thay đổi để thích nghi vào mỗi thời điểm nhất định trong cuộc sống. 60 tuổi, được người đời đặt tên là tuổi xế chiều, tuổi hoàng hôn, phũ phàng hơn một chút thì gọi là tuổi già. Ở tuổi này người ta thường sẽ có nhiều thời gian để chiêm nghiệm và suy nghĩ về những việc đã qua, cũng như phần đời còn lại. Một số người cho rằng, phải già đi là một sự hối tiếc của cuộc sống, nhưng tuổi tác đôi khi lại là một lợi thế. Chính vì kinh nghiệm của mọi cá nhân đều tích lũy theo năm tháng, đối tác càng lớn bạn lại càng tự tin đối mặt với cuộc sống hơn. Bạn phải biết rằng, việc sở hữu được ba lá bùa hộ mệnh của một người trong những năm tháng sau này là một điều may mắn. Nơi để ở, gia đình là nơi trú ẩn an toàn, có gia đình là có hạnh phúc, nhà là nơi ta sống, nơi ta trút bỏ mọi cảm xúc, nơi ta sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc và là nơi ta được che chở bằng cuộc sống của mình. Gia đình chính là tổ ấm, là điểm tựa cho mỗi người. Khi ta mệt mỏi, gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng nhân cách của mỗi con người. Nếu như cuộc sống ngoài kia quá khó khăn hay sóng gió, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên. Khi về với gia đình, có nhà, tâm trí và thể xác chúng ta đều có nơi nương tựa. Vì vậy dù có gặp phải phiền toái gì, chỉ cần trở về nhà là chúng ta sẽ rất thanh thản. Khi về già, điều họ cần hơn là mái ấm của chính mình. Khi về với gia đình con cháu, chắc hẳn sẽ mang đến những bất tiện, ảnh hưởng đến cuộc sống. Tương tự như vậy, việc sống chui lủi cũng rất khó khăn. Bạn muốn được hạnh phúc về già, bạn phải có nơi riêng của mình. Tiền hưu trí. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền sẽ không có tất cả. Tiền là thứ thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Tương tự như vậy, mọi thứ chúng ta làm hàng ngày là để kiếm tiền và đạt được một cuộc sống lý tưởng của mình. Bạn phải biết rằng, tiền là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta, nhất là khi chúng ta về già, không có tiền thì rất khó di chuyển. Đi khám bệnh thì tốn tiền, đi lại cũng tốn tiền. Có người nói nuôi con là để đề phòng tuổi già, nhưng thật ra có tiền mới là thứ có ít nhất. Tiền hưu là bảo bối cho người già, thật ra việc gì cũng làm phiền con cái đủ thứ, có khi là càng khiến bản thân mình đau. Bạn đồng hành vợ chồng là người cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, trên đường đời sẽ có rất nhiều người qua lại. Và chính vì sự lướt qua của những người này mà cuộc sống của chúng ta trở nên muôn màu hơn. Tuy nhiên, người đi cùng chúng ta lâu nhất và giúp đỡ chúng ta nhiều nhất chính là người bạn đời. Vì vậy, khi về già, vợ chồng là quan trọng nhất. Về già có người bên cạnh có thể đồng hành, biết lạnh biết nóng, biết hàn huyên tâm sự. Quan trọng nhất là có thể làm cho mình không cô đơn, bởi vì cô đơn sẽ khiến tâm trí con người ta nguội lạnh, rồi trở nên lo lắng và sợ hãi hơn. Cuộc sống muôn vàn điều bất ngờ và tươi đẹp, nhưng trong quá trình có được hạnh phúc này, thường gặp nhiều khó khăn. Khi về già, con người sẽ gặp nhiều lo âu hơn. Những vấn đề về thể chất, tình cảm giữa vợ chồng, con cái. Vì vậy hạnh phúc của người cao tuổi không phải thứ đơn giản mà có được. Sở hữu ba lá bùa hộ mệnh này, ắt hẳn là người có phúc. Vậy, khi già rồi, cô bác tuổi Tân Sửu sẽ sống một cuộc sống ra sao? Hãy chứng minh xuống phía dưới phần bình luận những dự định tuổi già của mình để Minh Đường Tử Vi và mọi người cùng biết nhé. Thưa quý cô bác tuổi Tân Sửu 1961 kính mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng quý cô bác đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự xa bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi để tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé. Những người tuổi Tân Sửu có lối sống thực tế, không mơ mộng hảo huyền. Họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ của người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Những người này ít khi chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch họ đang làm. Tuổi Tân Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy, luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Tân Sửu lại bị tuột mất cơ hội, họ cần phải chăm chỉ nỗ lực, học hỏi hơn nữa mới có thể đạt tới thành công.
Người tuổi Tân Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình. Họ đặt ra yêu cầu cao cho những mối quan hệ, những người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Tân Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Tuổi Tân Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn. Theo quan niệm phong thủy, mỗi con giáp đều mang trong mình những đặc điểm và tính cách riêng biệt. Nhìn chung, người tuổi Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh. Ngoài ra, người tuổi Tân Sửu còn sở hữu tính tự lập cao, tuyệt đối không dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác. Tuy vậy, ở mỗi năm sinh và giới tính khác nhau, người tuổi Tân Sửu cũng có những nét đặc điểm và tính cách riêng, chi tiết như sau. Nữ Tân Sửu 1961 là những người thoải mái, nhiệt tình và chủ động trong mọi việc. Họ là nhà lãnh đạo giỏi, tận tâm, chu đáo với tâm lý vững vàng, ít bị tác động bên ngoài. Trong khi đó, Nam Tân Sửu 1961 lại vội vã, bộp chộp nên nhiều khi hay gặp phải thất bại. Tuy nhiên, họ cũng là những người sống ngay thẳng, trọng chữ tín nhưng lại khá vụng về trong giao tiếp. Màu hợp: vàng, nâu, nâu đất, hồng, cam, tím, đỏ. Màu kỵ: xanh rêu, xanh lục, xanh lá. Hướng hợp: nam mạng, nam, đông nam, bắc, đông. Nữ mạng: nam, đông nam, bắc, đông. Hướng lên chánh: nam mạng, tây, tây bắc, tây nam, đông bắc. Nữ mạng: tây, tây bắc, tây nam, đông bắc. Con số may mắn: 1, 3, 4. Tam hợp, nhị hợp của tuổi Tân Sửu 1961 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nhé. Dựa vào mối quan hệ tương sinh trong ngũ hành mà người ta xác định được nhóm tam hợp của tuổi Sửu gồm các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu. Đây còn được gọi là nhóm trí thức trong các nhóm tam hợp, bởi lẽ họ đều là những người thích suy tư và luôn phấn đấu hết mình để đạt được mục tiêu đề ra. Nhóm tam hợp tuổi Sửu thường là những người thích suy tư, giàu trí tưởng tượng. Không những vậy, họ luôn mạnh mẽ, kiên quyết và phấn đấu không ngừng để đạt được mục tiêu của chính mình. Họ luôn sống hết mình với những lý tưởng riêng, có lập trường, chính kiến rõ ràng, không dễ bị lay động bởi người khác, cũng không bị tác động bởi những yếu tố xung quanh. Họ có khả năng tự tìm động lực để thực hiện mong muốn của bản thân, thậm chí tạo ra những điều phi thường mà không ai ngờ đến. Nhị hợp của tuổi Sửu là tuổi Tý, vì hành mộc của tuổi Sửu sẽ nhờ vào hành thủy của tuổi Tý mà phát triển và ngược lại. Nếu tuổi Tý và tuổi Sửu cùng hợp tác với nhau trong làm ăn sẽ hút rất nhiều may mắn. Bên cạnh đó, trong tình duyên, nếu con giáp này kết tóc xe duyên với nhau thì gia đạo sẽ hưng long, thịnh vượng, cuộc sống hạnh phúc. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Tân Sửu 1961 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn, tháng phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch, vận trình có thăng có trầm, tình hình vẫn còn biến động. Theo tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch, vận khí của con giáp này khó tránh một số thăng trầm, có phát triển nhưng đồng thời cũng phải đương đầu với không ít khó khăn do hung tinh quấy nhiễu. Nguyệt lệnh lâm quan đới tạo khí thế bừng bừng, tuổi Tân Sửu có tham vọng và cả sự quyết tâm hoàn thành các kế hoạch, công việc với mong muốn gặt hái được nhiều thành tích càng tốt trước khi năm 2023 chính thức khép lại. Tuy nhiên, khối lượng công việc tăng và áp lực kèm theo bạn là không nhỏ, bạn chớ vội lo lắng vì kèm theo đó là nhiều cơ hội cho sự nghiệp, chủ động nắm bắt sẽ giúp bạn thành công dễ dàng hơn. Vận may tài chính không phải là không có, nhưng tình hình chung vẫn còn nhiều biến động, rất có thể trong khoảng thời gian này, bạn chưa có được thu nhập xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra, mặc dù bạn có thể rất sốt ruột, nhưng vạn sự khởi đầu nan, nên kiên nhẫn hơn mới mong nhìn thấy trái ngọt. Tháng này, bạn cần chú ý hơn đến việc tiêu dùng và quản lý tài chính, tránh lãng phí, vì vậy tài vận của bạn sẽ suôn sẻ hơn. Trong chuyện tình cảm, tuổi Tân Sửu gần như không có gì phải lo lắng, các mối quan hệ êm đềm, nhờ đó bạn có thể yên tâm tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Sức khỏe của tuổi Tân Sửu trong tháng 10 năm 2023 âm lịch được lưu tâm nhiều hơn. Trong những ngày đầu tháng, cơ thể của bạn gặp một số vấn đề nhỏ, cần được chăm sóc kịp thời. Đồng thời bạn cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống và tập luyện, duy trì thói quen luyện tập sinh hoạt tốt để cơ thể khỏe mạnh hơn. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch,
Phương diện sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu trong tháng mới được dự báo có thăng cũng có trầm, có phát triển, cũng có khó khăn tồn tại. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải có sự chuẩn bị tinh thần, luôn linh hoạt trong mọi tình huống thì việc gì cũng được giải quyết dễ dàng. Trước hết là về những thuận lợi trong tháng, nhờ có nguyệt lệnh lâm quan đới và sự phù trợ của các tinh như tả phù, hữu bật, đường công danh của Tân Sửu có xu hướng đi lên, những tham vọng mạnh mẽ, tạo ra khí thế bừng bừng, giúp con giáp này thỏa sức sáng tạo, cống hiến nhiều hơn cho tập thể. Chính nhờ thái độ làm việc chăm chỉ và nghiêm túc, tạo dựng cho bạn hình ảnh tốt đẹp và đáng tin cậy trong mắt mọi người, do đó những nỗ lực, đóng góp của người tuổi Tân Sửu sẽ được đồng nghiệp và lãnh đạo ghi nhận, nếu làm tốt sẽ có cơ hội thăng tiến, tăng lương. Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội mở rộng kỹ năng, năng lực thông qua một số hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động nội bộ khác của doanh nghiệp, do đó có thể tích lũy vốn kinh nghiệm để phát triển tương lai. Tử vi tài lộc. Bước sang tháng 10 năm 2023 âm lịch, tức tháng Quý Hợi năm Quý Mão, nếu có thể giữ cho sự nghiệp phát triển ổn định, đây sẽ là một tháng tài vận khá sáng với người tuổi Tân Sửu. Tuy nhiên, vận trình thăng trầm, dự báo về những tiến động mà bạn sẽ phải đối mặt, nhất là khi tháng này, tuổi Tân Sửu không có tài tinh chiếu mệnh. Khoảng thời gian đầu tháng có thể coi là thời điểm dễ thở nhất với Tân Sửu, càng về cuối, vận khí càng suy giảm, kiếm tiền trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bạn là người biết làm ăn, tính toán, lại chăm chỉ chịu khó, nên các khoản thu chính vẫn khá đều đặn. Về các khoản thu ngoài, bạn chủ yếu kiếm chắc nhờ các mối làm ăn nhỏ, chứ chưa tìm được các cơ hội để tìm được những bạn hàng, đối tác lớn. Rất có thể trong khoảng thời gian này, bạn chưa có thu nhập xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Mặc dù bạn có thể rất sốt ruột, nhưng vạn sự khởi đầu nan, nên kiên nhẫn hơn mới mong nhìn thấy trái ngọt. Ngoài ra, người tuổi Tân Sửu cũng cần chú ý quản lý tài chính, lập kế hoạch đầu tư, phân bổ chi tiêu hợp lý để tránh thua lỗ rủi ro. Tử vi tình duyên. Về phương diện tình cảm, rất may là mọi việc không có quá nhiều xáo trộn, nên tuổi Tân Sửu gần như không có gì phải lo lắng. Các mối quan hệ êm đềm, nhờ đó bạn có thể yên tâm tập trung hơn cho sự nghiệp của cá nhân. Một số người do những tổn thương trong quá khứ khiến bạn có xu hướng khép kín bản thân hơn, việc có cơ hội gặp được một tình yêu tốt đẹp là điều đáng trân trọng, nhưng bạn lại luôn suy nghĩ quá tiêu cực về điều đó, khi lo lắng thái quá nhiều chuyện, duyên phận của bạn và người kia sẽ nhạt phai. Nhờ các mối quan hệ của cặp đôi hòa hợp, không có nhiều mâu thuẫn, tuy nhiên, khi bạn tốn quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, nên dành ít sự chú ý cho nửa kia, nếu tiếp diễn tình trạng này, tình cảm đôi bên sẽ dần trở nên xa cách, xuất hiện không ít nguy cơ, để tình yêu được bền vững, không có cách nào ngoài việc phải luôn quan tâm và bao dung lẫn nhau. Tử vi sức khỏe. Ngũ hành xung khắc có thể ảnh hưởng ít nhiều tới sức khỏe của tuổi Tân Sửu trong tháng mới, do đó, bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể cẩn thận hơn. Trong những ngày đầu tháng, cơ thể của bạn có thể gặp một số vấn đề nhỏ, cần được chăm sóc kịp thời. Ngoài ra, tâm trạng thất thường cũng sẽ ảnh hưởng tới thể trạng, nên tích cực điều chỉnh tâm lý và suy nghĩ tích cực hơn. Đồng thời trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng cần nuôi dưỡng và phát triển những thói quen sinh hoạt tốt, đó là ăn uống lành mạnh, làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, ít thức khuya, ít ăn đồ ăn vặt và nghiêm khắc với chế độ rèn luyện của bản thân. Các chỉ số trong tháng, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân, con số may mắn, nam 3, 44, 08 và 84, nữ 3, 84, 43 và 24. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, tài lộc tươi sáng nhưng chưa có cơ hội bùng nổ. Theo tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, lục hợp ghé thăm, khuyến khích bản thân giải quyết mọi việc bằng sự hài hòa, lưu tâm tới lợi ích của đôi bên, nếu không có rắc rối xảy ra, cản đường tiến bước của mình. Thực ra, rất khó làm hài lòng tất cả mọi người, thế nên bạn chỉ cần nỗ lực hết mình, trong khả năng của mình là được. Mệnh có quan đới, khiến bạn gặp nhiều trở ngại trong việc nghĩ lớn, luôn cảm thấy sợ hãi, không an toàn. Thực ra, bạn là người có khả năng, nhưng lại quá tin vào những lời nhận xét của người khác, cuối cùng không dám hành động, chẳng dám làm trái ý của số đông. Bạn cần biết bảo vệ ý kiến của mình trong một số trường hợp, thế nên tránh bị thao túng tâm lý, chỉ dùng ý kiến của mọi người để tham khảo mà thôi. Lời khuyên là bạn cần vượt qua vòng tròn an toàn của mình và trải nghiệm những điều mới mẻ. Hãy thử đón nhận bất cứ kết quả nào có thể xảy ra, dù là xấu hay tốt, bớt đi sự kỳ vọng, bạn sẽ thực tế hơn. Ngoài ra, trong tháng 11 âm lịch này, tuổi Tân Sửu còn được tiếp thêm động lực để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong cuộc sống, từ công việc,
cho đến các mối quan hệ. Bách Việt ghé thăm, dự báo khía cạnh tình cảm của bản mệnh trở nên thú vị, sôi động hơn bao giờ hết. Khía cạnh sức khỏe của tuổi Tân Sửu, cho dù đã ổn định hơn tháng trước, nhưng bạn vẫn nên cho mình thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cải thiện tình hình sức khỏe và thể chất lẫn tinh thần. Tử vi sự nghiệp. Bản mệnh là người xuất sắc, nhưng đừng vì thế mà tự đề cao quá bản thân, nhất là tháng 11 âm lịch này, ngũ hành xung khắc, khiến những rào cản trong suy nghĩ làm cho những người tuổi Tân Sửu giới hạn bản thân trong những khuôn mẫu không đáng có. Thực ra, bạn thường xuyên muốn thoái lưu những khi ai cố phủ nhận năng lực của bạn. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu khi một đã muốn liều lĩnh hơn một chút, thì việc hỏi ý kiến sẽ nhận về những thông tin trái chiều, và điều dễ hiểu là hầu hết mọi người đều thích sự an toàn. Ngoài ra, khi Tam Bích nhập cung chính Tây, dự báo những rắc rối đang quanh quẩn bên mệnh chủ, đừng chiến đấu với bất kỳ ai trong tháng này. Đặc biệt, tránh các trận chiến pháp lý, không tham gia những việc có vẻ mờ ám. Nếu con giáp tuổi Tân Sửu không sớm tìm cách để giải quyết một cách triệt để, những hệ lụy của chúng sẽ rất khó lường. Vậy nên, vạch ra từng công việc cụ thể để từng bước xử lý nó. Tử vi tài lộc. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch có chính tài ghé thăm, mang tới tài lộc rực rỡ cho bản mệnh rất nhiều. Nếu ai biết tận dụng cơ hội, có thể gặt hái nhiều thành công, thắng lợi ở khía cạnh công việc của chính mình. Người làm công ăn lương, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó khăn thì sẽ ghi nhận được và thậm chí nhận được tiền thưởng nhờ thành tích của mình. Thế nhưng, xem ra con giáp tuổi Tân Sửu đã quá thận trọng nên lợi nhuận không có nhiều, lý do là cũng không vững tin về những thông tin mình đang có nên có chút thiếu tự tin. Một số người tuổi Tân Sửu trong khoảng thời gian này đã có những thành quả nhất định nhưng vẫn có chút lưỡng lự và hoài nghi, không dám mạnh tay để đầu tư, kinh doanh. Lời khuyên là bạn nên phân bổ tiền khoản đầu tư của mình hợp lý để luôn có một phần tiền đầu tư an toàn và một phần đầu tư có lãi suất cao, đồng nghĩa với rủi ro cũng cao hơn. Tử vi tình duyên. Tháng 11 âm lịch, có thể giai đoạn này bản mệnh đang hạnh phúc, nhưng đừng vì thế mà u mê hay phụ thuộc quá vào đối phương. Bạn cũng nên xây dựng một cuộc sống độc lập cho riêng mình với những đam mê, sở thích riêng. Lời đề nghị tiến tới hôn nhân có thể xuất hiện chỉ sau một thời gian tán tỉnh ngắn ngủi, nhưng cũng khiến bạn có chút hoang mang, nhưng chính bạn là người hiểu rõ vấn đề ấy. Để đưa ra quyết định nên hay không nên, vào lúc này, có những thứ đơn giản là đúng thời điểm, các lý thuyết khác có thể bỏ qua. Nhìn chung, bạn cảm thấy sẵn sàng hành động theo tiếng gọi của con tim. Tử vi sức khỏe. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, sức khỏe của bản mệnh không được như ý, do đó cần phải chăm sóc cơ thể mình đúng cách. Càng uống cà phê để đảm bảo tỉnh táo làm việc thì bạn càng căng thẳng và mệt mỏi hơn mà thôi. Bạn chỉ cần ngủ chợp mắt một chút là cũng có đủ năng lượng để quay lại công việc rồi đấy. Cuộc sống của con giáp tuổi Tân Sửu càng xáo trộn thì bạn càng cần những giây phút yên tĩnh. Thế nên tháng này bạn nên hạn chế việc tụ tập, ăn uống, nhậu nhẹt. Tuổi Tân Sửu cần mật chuyến đi để tái tạo năng lượng trong khoảng thời gian tháng 11 năm 2023 này. Hãy lên kế hoạch để đi chơi cùng bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình mình. Điều này sẽ truyền cảm hứng để bạn lên kế hoạch cho những chuyến du lịch tiếp theo. Các chỉ số trong tháng: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi, con số may mắn, nam 6, 64, 27 và 06, nữ 9, 19, 14 và 45. Tử vi tháng 12 năm 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, vận khí bất ổn, thách thức không ít. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, vận trình tháng chạp của tuổi này thăng trầm khó đoán, cơ hội khẳng định bản thân vẫn có, nhưng đồng thời bản mệnh cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Vận trình sự nghiệp sẽ có nhiều việc không thật sự như ý, nhiều vấn đề phải lo nghĩ, bởi đương đầu với thái tuế, bạn cần tìm cách để nhận định đó là do vấn đề chủ quan của mình hay do hoàn cảnh tác động, từ đó có cách khắc phục phù hợp để tình hình sớm có chuyển biến tích cực, nhất là khi tới Tết Nguyên đán đã cận kề. Dù công việc bận rộn và có khá nhiều chuyện cần giải quyết, nhưng con giáp này vốn được đánh giá cao bởi khả năng điều tiết công việc tốt, nên việc khó cũng có thể ứng biến kịp thời. Hãy luôn giữ cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh thì không có gì phải lo lắng. Đường tài lộc trong tháng vẫn ổn định, phải đợi tới cuối tháng mới có khoản thu đáng kể, tiền thưởng Tết, bạn cần chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Như vậy bạn sẽ có thu hoạch xứng đáng. Tuy nhiên,
bạn cũng cần lưu ý chuyện chi tiêu, kẻo bị lạm dụng, chưa tới việc sắm sửa Tết mà khiến ngân sách bị hao hụt quá nhanh. Dù tháng này không có đào hoa chiếu mệnh, nhưng chuyện tình cảm của tuổi Tân Sửu cũng không quá đáng lo ngại do áp lực công việc đè nặng, nên sức khỏe của tuổi Tân Sửu trong tháng giáp Tết khá thất thường, nhất là về vấn đề tiêu hóa, việc ăn uống tiệc tùng liên miên, không đúng giờ giấc, lại sử dụng bia rượu không hợp lý, nên tình trạng đau dạ dày xuất hiện. Ngoài ra, con giáp này cũng dễ bị các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, ho hắng, do sức đề kháng kém. Các chỉ số trong tháng: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi, con số may mắn, nam 1, 53, 83 và 37, nữ 5, 13, 43 và 63. Lời Phật dạy về giá trị con người đáng để chúng ta phải suy ngẫm hàng ngày. Giá trị đích thực của con người khi tồn tại trên cuộc đời cần phải khẳng định bản thân, tìm ra mục tiêu và giá trị của cuộc sống cho chính mình. Trong vài chục năm nhân sinh ngắn ngủi, ai ai cũng nỗ lực để tìm ra thước đo mà mình mong muốn, từ đó phấn đấu để hoàn thiện bản thân, đi theo đúng hướng tốt đẹp hơn. Người tìm ra mục đích đúng thì hướng đi sẽ đúng, còn người xác định mục đích chưa chính xác sẽ mắc sai lầm trên đường đời. Người có coi nhan sắc là thước đo, nên ra sức làm đẹp, ra sức phẫu thuật thẩm mỹ để mình rạng rỡ hơn, hoàn hảo hơn, theo đuổi cái đẹp không xấu, nhưng cái đẹp chân chính mới là cái đẹp phù hợp với thời gian. Con người già đi thì dung nhan cũng theo đó mà thay đổi, không một ai có thể mãi mãi tuổi 20, nên thước đo này chỉ là nhất thời phù phiếm. Có người còn tin rằng tiền tài là giá trị hữu hình nhất, song tiền tài chỉ là công cụ, nhiều tiền sẽ làm được nhiều việc, nhưng có rất nhiều thứ không mua được bằng tiền. Ví dụ như tình bạn chân thành, tình yêu sâu sắc, tình thân ấm áp hay trí tuệ, sự lương thiện đều không thể trả giá bằng tiền. Con người trên thế giới này sống với nhau, không sống với tiền. Phương pháp đạt được giá trị của một người có sẵn từ khi sinh ra, bởi nhân chi sơ, tính bản thiện, lòng người chính là bản thiện giá trị cao nhất, nguyên bản nhất, qua từng ngày tháng, từng lòng thiện bồi đắp thêm, với các đức hạnh tốt đẹp khác, vẻ bề ngoài có thiện có trí, có dũng cảm, có tín, có nghĩa, có lễ, và chung quy lại, Phật dạy về đức hạnh, chính là dạy về cách trưởng thành đúng hướng. Sự thông thái là món quà lớn nhất mà tự nhiên ban tặng loài người, mà rất nhiều người không biết nhận lấy nó. Muốn có sự thông thái, phải chịu khó học tập, càng học tập nhiều, càng tích lũy được nhiều kiến thức, con người càng hiểu biết, mở mang, nhận ra đâu là đúng và đâu là sai. Lời Phật dạy về giá trị con người để chúng ta phải suy ngẫm hàng ngày. 1. Giá trị đích thực của con người. Con người khi tồn tại trên cuộc đời, cần phải khẳng định bản thân, tìm ra mục tiêu và giá trị cuộc sống cho chính mình. Trong vài chục năm nhân sinh ngắn ngủi, ai ai cũng nỗ lực để tìm ra thước đo mà mình mong muốn, từ đó phấn đấu để hoàn thiện bản thân, theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Người tìm được mục đích đúng thì hướng đi sẽ đúng, người xác định được mục đích chưa chính xác sẽ mắc sai lầm trên đường đời. Có người lại hướng tới địa vị, danh vọng, và người càng ở vị trí cao thì càng có giá trị. Sai lầm với con người thì người cha mẹ có giá trị hơn là chủ một công ty lớn. Với người đau khổ thì có thể sẻ chia, an ủi có giá trị hơn một lãnh đạo cao cấp. Bạn giỏi giang thành công, chưa chắc bạn đã là người có giá trị. Vậy thang đo chân chính trên đời này là gì? Lời Phật dạy về giá trị con người nhấn mạnh tầm quan trọng của đức hạnh, phẩm chất cao đẹp, nhan sắc phai tàn, tiền tài lúc có lúc không, địa vị không theo tới suốt đời, chỉ có nhân phẩm là thuộc về chính mình, được bồi đắp và nâng cao hàng ngày, dù là già hay trẻ, giàu hay nghèo, quyền cao hay thường dân, đều không ảnh hưởng. Lời Phật dạy có đức hạnh thì nhan sắc không tầm thường, bởi tâm sinh tướng, tướng mạo thể hiện thái độ sống, khí chất toát lên từ nội tâm bên ngoài. Người có đức hạnh thì tiền tài không thiếu, bởi tương lai chi ra tạo ra vật chất, cảm thấy đủ đức là đủ, tiêu đồng tiền chân chính. Không phải lo sợ mất ăn mất ngủ, người có đức, ắt có chức vị, ít nhất là chức vị trong lòng của những người xung quanh, được kính trọng và yêu mến. Con người kết nối với nhau từ lương tâm, từ những thấu tình đạt lý, từ tình cảm đó là mối dây bền vững nhất, chắc chắn nhất, tuy mỏng manh nhưng lại vô cùng dẻo dai. 2. Phương pháp đạt được giá trị. Giá trị của một người sẵn có sinh ra bởi nhân chi sơ tính bản thiện, làm việc thiện chính là cao nhất, nguyên bản nhất, qua ngày tháng, từ lòng thiện bồi đắp lên. Những đức hạnh tốt đẹp để bên ngoài còn có đức trí, có lòng, có dũng, có tín, có lễ nghĩa và chung quy lại, Phật dạy về đức hạnh chính là dạy về cách trưởng thành đúng hướng. Người có đức hạnh sẽ có trí tuệ cao hơn một bậc so với người vô hình. Người đau khổ nhất là người thiếu đức hạnh, người nghèo khổ nhất chính là người vô hình.
trong khi mình không có kiến thức, trong lòng không có thiện lương, trong người không có dũng khí, thì sự tồn tại trên đời cũng chỉ khiến bản thân chán nản, nhưng người khác không nhận ra mình mà thôi. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, từ nay đến Tết âm lịch 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý cô bác có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong thời gian tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.